Xin chào anh chị, em là Thái, thành viên của công ty BSD. Ngày hôm nay thì em sẽ thực hiện giới thiệu đến anh chị ba chạt. Đây là một chạt được sử dụng rất nhiều trong các công việc, cũng như là đem lại sự hiệu quả cao trong thực tế. Với ba chạt thì anh chị có thể thể hiện các giá trị của các thành phần, cũng như là phân tích được mối quan hệ giữa các thành phần trong nhóm. Đồng thời, qua ba chạt thì anh chị có thể nắm bắt được kết quả kinh doanh hiện tại, cũng như là so sánh được tình hình kinh doanh hiện tại so sánh với kế hoạch đã đặt ra. Với ba chart thì anh chị có thể thấy hình dạng ở đây ba chart, đó chính là các cột đặt liền kề nhau như thế này. Đồng thời thì chúng ta có đó chính là các thành phần cần phân tích. Ở bên cạnh thì chúng ta có một cột thể hiện về đơn vị của giá trị cần phân tích. Và tiếp theo thì em sẽ đi chi tiết hơn về thao tác phân tích ba chart cũng như là các tính năng và ứng dụng của ba chart trong thực tế. Và trong video ngày hôm nay thì em sẽ cùng anh chị đi theo mục lục do em đã thiết kế ở đây để giúp cho anh chị theo dõi tốt hơn về nội dung cũng như là các tính năng của bài chat trong video ngày hôm nay. Và đi vào phần thứ hai, đó chính là thao tác phân tích đối với bài chat. Thì ở đây em sẽ thực hiện tạo một sheet mới. Tiếp theo thì em sẽ thực hiện xây dựng, đó chính là mô hình cái phần cấp để giúp cho chúng ta có được các cấp độ chi tiết trong quá trình phân tích cũng như là sử dụng với Tableau. Thì ở đây em sẽ thực hiện tạo mô hình cái phần cấp với các nhóm ngành hàng, các sản phẩm cũng như là tên của từng sản phẩm cụ thể. Ở đây thì em sẽ thực hiện kéo subcategory vào trong với category. Tiếp theo, anh chị chọn OK. Và đây thì em sẽ thực hiện kéo thêm phần product name là tên của các sản phẩm cụ thể ở trong này. Và trong ví dụ ngày hôm nay thì em sẽ thực hiện phân tích đó chính là doanh thu của các nhóm ngành hàng cũng như là các sản phẩm và tên từng sản phẩm cụ thể. Thì ở đây em sẽ thực hiện click hai lần vào category. Như vậy sau khi click vào category thì anh chị có thể thấy được ở đây em đã có đó chính là ba nhóm ngành hàng là hàng điện lạnh, hàng điện tử và nhóm ngành hàng nội thất. Thì tiếp theo em sẽ thực hiện kéo category này lên phần column. Sau đó thì để thể hiện cho doanh thu thì em sẽ thực hiện kéo sale vào trong thẻ row. Như vậy sau khi kéo sale vào trong thẻ row thì anh chị có thể thấy em đã ở đây đã có đó chính là ba cột tương ứng với doanh thu của ba nhóm sản phẩm. Ví dụ ở đây, nhóm ngành hàng điện lạnh doanh thu ghi nhận đó chính là hơn 37 triệu. Nhóm ngành hàng điện tử thì ghi nhận doanh thu là hơn 44 triệu. Nhóm ngành hàng nội thất doanh thu ghi nhận đó là hơn 41 triệu. Tiếp theo để sử dụng với mô hình kế phân cấp để thấy được các cấp độ chi tiết sâu hơn thì anh chị sử dụng click vào dấu cộng ở đây để thấy được các cấp độ phía sau của category. Sau khi click thì anh chị có thể thấy được đây chính là doanh thu của các subcategory hay chính là các sản phẩm. Ví dụ tại nhóm ngành hàng điện lạnh thì sản phẩm điều hòa ghi nhận doanh thu đó chính là hơn 11 triệu. Sản phẩm máy giặt ghi nhận doanh thu là hơn 17 triệu. Còn đối với sản phẩm tủ lạnh thì ghi nhận doanh thu là hơn 8,3 triệu. Ở đây anh chị có thể thực hiện thu gọn lại để thấy được các cấp độ khi phân tích đầu. Ví dụ như ở đây em sẽ thực hiện click vào dấu trừ để quay trở lại chính là các cấp độ phân tích cao hơn là category. Tiếp theo đó thì em có thể thực hiện phân tích các chiều khác, ví dụ như là phân tích theo các khu vực mà em đang thực hiện kinh doanh. Ví dụ ở đây thì em sẽ thực hiện kéo phần region vào trong thẻ column. Như vậy sau khi kéo region vào trong thẻ column thì anh chị có thể thấy đó chính là các khu vực tương ứng ở đây đó chính là Bắc Trung Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ hay là Tây Nguyên. Thì trong từng khu vực này đó chính là doanh thu cụ thể của các nhóm ngành hàng. Ví dụ tại khu vực Bắc Trung Bộ doanh thu ghi nhận là hơn 3,4 triệu. Hay ở đây nhóm ngành hàng điện tử ghi nhận doanh thu là 3,7 triệu. Tiếp theo thì anh chị có thể thực hiện kéo phần region này xuống thẻ row để anh chị có thể thấy được một chiều phân tích khác hơn của bài chart. Như vậy thì anh chị sau khi kéo xuống row thì anh chị có thể thấy được là region ở đây chúng ta đã thấy đang được sắp xếp theo một chiều dọc. Và bên cạnh khi chúng ta nhìn sang phía ngang này thì đó chính là doanh thu cụ thể của từng nhóm ngành hàng. Ví dụ ở đây thì tương tự như vừa rồi thì ở đây thì nhóm ngành hàng điện lạnh thì vẫn là 3,4 triệu. Còn nhóm ngành hàng nội thất thì ghi nhận doanh thu là 3,4 triệu. Tiếp theo sau đó thì anh chị có thể thực hiện phân tích sâu hơn. Ví dụ như là đối với các sản phẩm của từng khu vực cụ thể anh chị sử dụng đối với các mô hình kế phân cấp bằng cách click vào dấu cộng ở đây.
Như vậy sau khi sử dụng với mô hình kênh phân cấp thì anh chị thấy được đó chính là các doanh thu cũng của các sản phẩm cụ thể ở từng khu vực. Ví dụ tại khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ thì cái sản phẩm điều hòa đang đem lại doanh thu là hơn 960.000. Hay sản phẩm máy giặt thì ở đây đem lại doanh thu là 1,6 triệu. Còn đối với sản phẩm tủ lạnh thì đang đem lại doanh thu đó chính là hơn 771.000. Ví dụ ở đây trong quá trình phân tích thì anh chị có thể thực hiện phân tích đối với các phân khúc khách hàng chính là các segment. Thì ở đây em sẽ thực hiện kéo thêm phần phân khúc khách hàng vào trong thẻ color để anh chị thấy được rõ hơn về các doanh thu cụ thể đối với từng phân khúc khách hàng như thế nào. Ở đây anh sẽ kéo vào trong phần color. Sau khi kéo vào trong phần color thì anh chị có thể thấy được Tableau đang hiển thị cho chúng ta ba phân khúc khách hàng từng với ba màu tương ứng, đó chính là Consumer, Corporate và Home Office. Phần này thì em có thể thực hiện kéo sang phía bên trái, tay trái để anh chị có thể thấy được một cách trực quan hơn trong quá trình phân tích. Ví dụ ở đây, tại khu vực Bắc Trung Bộ thì trong sản phẩm máy giặt thì phân khúc khách hàng Consumer đem lại cho doanh thu của chúng ta là chính là hơn 1,1 triệu. Phân khúc khách hàng Corporate thì đem lại doanh thu cho chúng ta là chính là hơn 500 nghìn. Còn phân khúc khách hàng Home Office thì đang đem lại cho chúng ta doanh thu nhỏ hơn rất nhiều, đó chính là hơn 133.000. Và trong quá trình phân tích thì anh chị có thể thực hiện kết hợp đó chính là theo các khoảng thời gian mà anh chị muốn, ví dụ như là 1 năm, 2 năm hay là từ ngày đến ngày cụ thể thì anh chị thực hiện kéo thêm đó chính là phần order date này vào trong thẻ filter. Anh chị chọn next và ok. Sau đó trên thẻ filter anh chị chọn đó chính là show filter để thấy được khoảng thời gian mà anh chị muốn xem. Ví dụ ở đây em đã có đó chính là một chuỗi thời gian bắt đầu từ 2016 cho đến cuối năm 2018. Thì ở đây anh chị có thể thực hiện chọn ngày mà anh chị muốn xem. Ví dụ em muốn xem bắt đầu từ 31 tháng 1 của 2016 cho đến ngày 31 tháng 1 của 2018 chẳng hạn. Thì ở đây em sẽ chọn đó chính là tháng và em chọn ngày. Như vậy thì anh chị có thể thấy chuỗi thời gian của chúng ta đã ngắn hơn so với cái khoảng thời gian ban đầu. Thì đây sau khi thay đổi về chuỗi thời gian bắt đầu từ 2016 cho đến ngày 31 tháng 1 2018 thì doanh thu ghi nhận của phân khúc khách hàng Consumer tại sản phẩm máy giặt thì nó chính là 251.000. Tiếp theo trong quá trình phân tích thì anh chị có thể thực hiện đó chính là phân tích theo từng tỉnh hay là từng thành phố mà anh chị muốn xem. Thì ở đây anh chị có thể thực hiện kéo thêm phần Provin vào trong thẻ filter. Anh chị chọn ôn và ok. Sau đó tương tự thì anh chị cũng sẽ show filter của phần Provin này lên. Ở đây để trực quan hơn trong quá trình phân tích thì anh chị có thể thực hiện chọn phần Multi Dropdown. Nó sẽ thu gọn cái phần danh sách các tỉnh và thành phố ở đây cho anh chị chọn. Tiếp theo thì em sẽ thực hiện kéo thêm phần kéo phần order này lên trên đầu. Ở đây thì Tableau đang thực hiện tự động chọn cho chúng ta đó là danh sách tất cả các thành phố. Thì ở đây anh chị có thể thực hiện search tùy chọn các thành phố mà anh chị muốn xem. Ở đây thì em sẽ bỏ chọn và em sẽ tìm kiếm thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Anh chị tích chọn vào thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi chọn vào thành phố Hồ Chí Minh thì anh chị có thể thấy được thành phố Hồ Chí Minh đang thuộc đó chính là khu vực Đông Nam Bộ. Và ở đây bên cạnh đó chính là doanh thu cụ thể của từng sản phẩm, từng nhóm ngành hàng cũng như là các phân khúc khách hàng. Ví dụ ở đây tại phân khúc khách hàng Consumer tại sản phẩm máy giặt thì doanh thu tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận đó chính là hơn 210.000 thay vì đó chính là hơn 500.000 vừa rồi tại tất cả các thành phố. Tiếp theo thì trong quá trình phân tích anh chị có thể thực hiện tìm kiếm cũng như là chọn phân tích theo từng các nhóm ngành hàng hay là từng sản phẩm cụ thể. Thì ở đây anh chị có thể thực hiện kéo phần category xuống đó chính là phần thẻ filter. Ở đây anh chị chọn ôn và ok. Tiếp theo em sẽ thực hiện chọn ôn lại tất cả các thành phố ở đây. Và đây thì em sẽ thực hiện show filter của thẻ các nhóm ngành hàng chính là các category. Và đây em cũng sẽ thực hiện chọn đó chính là multi dropdown. Tiếp theo thì em sẽ thực hiện xem đó chính là của nhóm ngành hàng điện tử thôi chẳng hạn. Thế nên em sẽ bỏ chọn ôn và lấy của nhóm ngành hàng điện tử. Thì ở đây nhóm ngành hàng điện tử anh chị có thể thấy được nó đang hiển thị chi tiết theo từng
region, từng khu vực cũng như là từng các phân khúc khách hàng. Ví dụ tại khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ thì trong ngành hàng điện tử đối với phân khúc khách hàng consumer ghi nhận doanh thu đó chính là hơn 41.000. Còn đối với sản phẩm phone thì phân khúc khách hàng consumer đang đem lại doanh thu cho chúng ta đó chính là hơn 54.000. Tiếp theo, tương tự thì anh chị có thể thực hiện tìm kiếm cũng như là chọn lọc theo từng các sản phẩm cụ thể. Thì ở đây anh chị có thể thực hiện kéo đó chính là subcategory xuống đó chính là thẻ filter. Anh chị cũng sẽ chọn ô và ok. Tương tự như vừa rồi anh chị cũng sẽ show filter đối với subcategory. Và ở đây em chọn đó chính là multi drawdown. Ở đây thì em sẽ chọn lại đó chính là ô của tất cả các category. Tiếp theo, phần subcategory em sẽ tìm kiếm cũng như là chọn một sản phẩm cụ thể. Ví dụ ở đây em muốn xem của phone chẳng hạn. Và ở đây em muốn xem đó chính là của khu vực thành phố Hà Nội chẳng hạn. Thì đây em sẽ chọn chính là thành phố Hà Nội. Như vậy thì anh chị có thể thấy được ở đây Tableau đang hiển thị cho chúng ta đó chính là doanh thu của sản phẩm phone tại khu vực Hà Nội cũng như là từng phân khúc khách hàng. Ví dụ ở đây, phân khúc khách hàng đó chính là consumer tại sản phẩm phone tại của khu vực Hà Nội đó chính là đem lại doanh thu là hơn 30.000. Còn phân khúc khách hàng corporate thì ở đây đó chính là hơn 23.000. Home office đóng góp đó chính là hơn 7,8.000. Và phần tiếp theo em sẽ thực hiện đó chính là phân tích cũng như là đo lường sự chênh lệch về doanh thu giữa các năm hoặc là giữa các khu vực mà anh chị muốn xem trong quá trình phân tích và sử dụng Tableau. Thì ở đây em sẽ thực hiện tạo một sheet mới. Và trong video ngày hôm nay thì em sẽ thực hiện phân tích về phần chênh lệch doanh thu giữa các năm. Và đây đó chính là ở các nhóm ngành hàng và các sản phẩm. Đầu tiên thì em sẽ thực hiện đó chính là kéo order date vào trong thẻ filter. Ở đây em chọn year. Em chọn all. Tiếp theo anh chị chọn ok. Sau đó thì em sẽ thực hiện kéo đó chính là category này lên thẻ phần column. Sau đó để thể hiện cho doanh thu thì em sẽ thực hiện kéo sale vào trong thẻ row. Và sau đó thì em sẽ thực hiện kéo thêm đó chính là phần năm ở trên thẻ filter và trong thẻ column phía sau thẻ category. Tiếp theo thì em sẽ chọn lại đó chính là dạng biểu đồ, chính là bar chart. Như vậy thì anh chị có thể thấy được đó chính là doanh thu ở đây tương ứng là từ 3 năm là 2016, 2017 và 2018. Thì ở đây anh chị có thể thấy được doanh thu 2016 ghi nhận của sản phẩm hàng điện lạnh đó chính là 320.000. Doanh thu ghi nhận của sản phẩm của năm 2017 đó chính là hơn 473.000. Còn doanh thu ghi nhận của năm 2018 sản phẩm hàng điện lạnh đó chính là hơn 36 triệu. Tiếp theo thì em sẽ thực hiện tính là sự chênh lệch về doanh thu giữa các năm ở đây. Thế đây anh chị vào trong phần thẻ sản xuất, anh chị chọn đó chính là Quick Table Calculation và chọn Different. Tiếp theo thì anh chị chọn đến đó chính là phần Computing, anh chị chọn đó chính là Order Date để tính ra sự chênh lệch giữa các năm. Và tiếp theo anh chị chọn đó chính là Show Thẻ Label. Thì ở đây anh chị có thể thấy được chênh lệch giữa các năm đó chính là năm 2017 thì ghi nhận doanh thu đó chính là lớn hơn 2016 là 153.000. Hay là năm 2018 thì ghi nhận doanh thu lớn hơn năm 2017, đó chính là hơn 35 triệu. Tiếp theo thì ở bên nhóm ngành hàng điện tử thì ghi nhận doanh thu của năm 2017 lớn hơn năm 2016, đó chính là hơn 197.000. Còn ở năm 2018 thì doanh thu ghi nhận lớn hơn 2017, đó chính là hơn 43 triệu. Tiếp theo thì anh chị có thể thực hiện thể hiện phân tích theo đó chính là sự chênh lệch về phần trăm giữa các năm. Ví dụ ở đây em sẽ thực hiện thể hiện phân tích giữa các năm
thì anh chị chọn đó chính là edit table calculation. Và anh chị chọn đó chính là percent different form để tính ra sự chênh lệch phần trăm giữa các năm. Sau khi chọn percent of different thì anh chị thấy đó chính là năm 2017 lớn hơn năm 2016 về doanh thu, đó chính là 48%. Còn năm 2018 do sự tăng trưởng vượt bậc thì doanh thu ghi nhận chênh lệch so với năm 2017 đó chính là hơn 7,5 nghìn phần trăm. Tiếp theo thì anh chị có thể thực hiện đó chính là sâu những cái phần chênh lệch về giá trị cũng như là về chênh lệch về phần trăm này lên phần biểu đồ để cho chúng ta có thể thấy được ở trong quá trình phân tích cũng như là theo dõi. Thì ở đây anh chị sẽ thực hiện kéo phần sum sale này theo phần trăm xuống phần thẻ label. Tiếp theo sau đó anh chị sẽ thực hiện kéo thêm đó chính là phần thẻ sale này vào phần label. Ở phần thẻ sale vừa kéo vào phần label, anh chị chọn đó chính là different. Và sau đó anh chị chọn đó chính là order date, chính là phần đầu mà chúng ta đã thực hiện phân tích là phần chênh lệch giữa các năm. Và đây sau khi thực hiện phân tích thì anh chị có thể thấy được thứ nhất đó chính là phần chênh lệch phần trăm giữa các năm. Và thứ hai đó chính là chênh lệch theo những con số cụ thể. Phần vừa rồi thì em đã thực hiện giới thiệu để anh chị thao tác phân tích đối với bài chart cũng như là các chiếu phân tích. Và phần tiếp theo, phần 3 đó chính là ứng dụng của bài chart. Đến với phần thứ 3 là ứng dụng của bài chart, thì trong video ngày hôm nay em sẽ nói về 8 ứng dụng của bài chart trong công việc cũng như là trong thực tế. Và tính năng đầu tiên của bài chart đó chính là thể hiện giá trị. Ở phần này thì bài chart sẽ giúp cho anh chị chỉ ra được giá trị của những thành phần mà cần phân tích ở trên bài chart. Ví dụ như ở đây thì anh chị có thể thấy được đó chính là phần thể hiện giá trị doanh thu của từng sản phẩm cũng như là các ngành hàng mà em đang thực hiện kinh doanh. Thì ở đây anh chị có thể thấy thứ nhất thì bài chart đang thể hiện cho mình đó chính là cái con số giá trị tuyệt đối về doanh thu của từng sản phẩm cũng như là chiều dài của thanh bài chart ở đây đang tượng trưng cho mức độ lớn hay là nhỏ của doanh thu của từng sản phẩm. Tiếp theo thì em sẽ thực hiện giới thiệu đến anh chị cách để xây dựng bài chart trong tính năng đầu tiên đó chính là thể hiện giá trị này. Thì ở đây cũng tương tự như vừa rồi em sẽ thực hiện thể hiện về giá trị doanh thu của các nhóm ngành hàng cũng như là các sản phẩm. Thì ở đây em sẽ click hai lần vào category và tiếp theo em sẽ kéo phần này lên thẻ column. Sau đó để thể hiện cho doanh thu thì em sẽ thực hiện kéo thêm sale vào trong thẻ rows. Sau đó anh chị sẽ thực hiện bật thêm cái phần thẻ label này lên để sâu những giá trị về doanh thu của từng sản phẩm. Như vậy thì anh chị có thể thấy được ở đây sau khi bật thẻ label thì là Tableau đang hiển thị cho chúng ta đó chính là doanh thu của từng nhóm ngành hàng cụ thể. Và tiếp theo đó anh chị có thể sử dụng thêm đó chính là mô hình cái phân cấp để thấy được cấp độ chi tiết ở những phía sâu hơn. Ví dụ đây anh chị sử dụng click dấu cộng để thấy được đó chính là doanh thu của từng sản phẩm trong các nhóm ngành này. Ví dụ như điều hòa đây doanh thu đó chính là hơn 11 triệu và sản phẩm điều hòa đang thuộc đó chính là nhóm ngành hàng hàng điện lạnh. Hay đối với hàng điện tử thì sản phẩm ở đây đó chính là phone thì doanh thu ghi nhận là hơn 14 triệu. Tiếp theo đến với tính năng thứ hai đó chính là so sánh và sắp xếp các giá trị. Thì ở đây em có ví dụ thứ hai đó chính là cũng là phân tích về doanh thu của từng nhóm ngành hàng cũng như là các nhóm sản phẩm. Thì đây anh chị có thể thấy doanh thu của từng sản phẩm đang được sắp xếp theo thứ tự đó chính là giảm dần trong từng nhóm ngành hàng. Ví dụ trong nhóm hàng điện lạnh thì anh chị có thể thấy sản phẩm có doanh thu cao nhất đang thuộc về máy giặt, còn thấp nhất là tủ lạnh. Thì như vậy sau khi sắp xếp và so sánh anh chị có thể thấy được là trong từng nhóm ngành hàng này sản phẩm nào đang có đem lại cho mình cái doanh thu cao nhất hay sản phẩm nào đang chưa đem lại cái hiệu quả về doanh thu cho mình. Tiếp theo thì em sẽ thực hiện giới thiệu đến anh chị cách để xây dựng cũng như là sắp xếp một bài chart theo thứ tự tăng dần và giảm dần như thế nào. Đối với ví dụ vừa rồi thì em sẽ thực hiện duplicate phần này lên. Và đây em chọn chế độ đó chính là interview. Thì ở đây em đã có như phân tích của phần 1 thì đó chính là doanh thu của các nhóm ngành cũng như là các sản phẩm cụ thể. Thì đây anh chị có thể thực hiện theo đó chính là click vào đây. Để Tableau sẽ thực hiện rồi chính là sắp xếp theo thứ tự giảm dần đối với từng nhóm ngành hàng. Và tiếp theo anh chị có thể thực hiện kéo thêm phần color
để làm nổi bật những giá trị có doanh thu lớn bằng cách anh chị kéo thêm phần sum sale này vào trong thẻ color. Phần này thì anh chị có thể thực hiện kéo sang bên này để chúng ta dễ dàng hơn trong quá trình quan sát. Thì anh chị có thể thấy là màu xanh, những màu xanh đậm này đang hiển thị cho những phần có doanh thu cao, còn những màu càng nhạt thì đang hiển thị cho, đó chính là cái sự giảm dần về doanh thu. Thì như vậy thì anh chị có thể thấy được ở đây doanh thu đang được sắp xếp theo thứ tự, đó chính là từ lớn cho đến nhỏ, và thứ hai đó chính là màu sắc của chúng ta theo thứ tự, đó chính là nhạt dần. Và tiếp theo anh chị có thể thực hiện click lại vào đây để sắp xếp theo thứ tự, đó chính là tăng dần. Và có một cách khác nữa, đó chính là anh chị sử dụng ở trên thanh menu như thế này. Và anh chị có đó chính là hai cái nút ở đây. Nút thứ nhất thì anh chị chọn thì Tableau sẽ hiển thị cho anh chị đó chính là thứ tự từ lớn, từ nhỏ đến lớn theo thứ tự, đó chính là tăng dần. Và bên cạnh thì ngược lại, đó chính là theo thứ tự giảm dần. Thì như vậy đối với tính năng thứ hai này thì anh chị có thể dễ dàng sắp xếp được những sản phẩm nào đang đem lại cái doanh thu cao cho mình, cũng như là sắp xếp theo thứ tự. Như vậy thì trong tính năng thứ hai này thì ba chart sẽ giúp cho anh chị sắp xếp các sản phẩm theo thứ tự doanh thu tăng dần hay là doanh thu giảm dần, và từ đó thì anh chị có thể dễ dàng thấy được là những sản phẩm nào đang đem lại cái hiệu quả cao trong doanh thu cho mình, hay là những sản phẩm nào chưa đem lại cái hiệu quả thực sự cao cho mình. Tiếp theo đến với tính năng thứ ba, đó chính là so sánh với kế hoạch mà mình đặt ra. Thì ở đây em có một bảng, đó chính là thứ nhất là thể hiện về cái doanh thu hiện tại của từng sản phẩm. Thứ hai là về cái kế hoạch doanh thu mà mình đặt ra cho từng sản phẩm cụ thể. Và thứ ba đó chính là thể hiện về tiến độ hoàn thành kế hoạch đặt ra đối với từng nhóm ngành hàng cũng như là từng sản phẩm ở đây. Thì ở đây em có đó chính là màu xanh đậm này, đang hiển thị cho chính là cái doanh thu hiện tại của từng sản phẩm. Và màu xanh ở bên cạnh này, màu xanh nhạt hơn, đó chính là thể hiện về cái kế hoạch đặt ra về doanh thu cho từng sản phẩm. Ví dụ đối với điều hòa thì doanh thu ghi nhận hiện tại đó chính là hơn 11 triệu. Còn cái kế hoạch mà chúng ta đặt ra cho sản phẩm này đó chính là hơn 17,8 triệu. Và về tiến độ hoàn thành thì sản phẩm điều hòa đang hoàn thành là chính là 61,96% tiến độ so với kế hoạch chúng ta đặt ra. Thì như vậy, qua chart này thì anh chị có thể thứ nhất đó chính là quản trị được cái doanh thu hiện tại mà chúng ta thu về của từng sản phẩm là bao nhiêu. Thứ hai thì anh chị có thể quản trị được đó chính là cái tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh của từng sản phẩm cụ thể. Và thứ ba thì anh chị có thể quan sát được đó chính là nhóm ngành hàng nào hay là nhóm sản phẩm nào đang có cái tiến độ hoàn thành tốt, và những nhóm ngành hàng nào chưa hoàn thành cái tiến độ, cái kế hoạch mà mình đặt ra. Tiếp theo thì em sẽ thực hiện giới thiệu đến anh chị cách để xây dựng một bar chart kết hợp giữa doanh thu hiện tại cũng như là kế hoạch và tiến độ chúng ta có. Và với tính năng thứ ba này thì em cũng sẽ đi thực hiện, đó chính là phân tích doanh thu hiện tại cũng như là kế hoạch doanh thu đặt ra cho từng nhóm ngành hàng và từng nhóm sản phẩm cụ thể. Thì tương tự như vừa rồi thì em sẽ click hai lần vào category, và sau đó để thể hiện cho doanh thu thì em sẽ kéo đó chính là sale vào trong thẻ column. Phần thứ hai thì đó chính là thể hiện cho cái kế hoạch doanh thu của từng nhóm ngành hàng hay từng sản phẩm cụ thể, thì em sẽ thực hiện kéo thêm đó chính là plan sale và trong phía sau phần sale ở trên thẻ column. Như vậy thì anh chị ở đây đã có đó chính là phần bên trái thể hiện cho doanh thu hiện tại của từng nhóm ngành hàng, và bên cạnh bên tay phải thì có đó chính là doanh thu kế hoạch mà chúng ta đặt ra cho từng nhóm ngành hàng cụ thể. Tiếp theo thì em sẽ đi sâu hơn về từng sản phẩm cụ thể trong các ngành hàng ở đây. Và tiếp theo em chọn đó chính là chế độ interview để chúng ta dễ dàng hơn trong quá trình quan sát. Như vậy thì chúng ta đã có đó chính là bên tay trái là doanh thu cụ thể của từng sản phẩm trong các nhóm ngành hàng, và bên tay phải ở đây thì đó chính là kế hoạch doanh thu đối với từng sản phẩm trong các nhóm ngành hàng mà chúng ta có. Tiếp theo thì em sẽ thực hiện đó chính là lồng ghép hai cái phần này vào với nhau để chúng ta thể hiện doanh thu hiện tại cũng như là kế hoạch doanh thu trên cùng một thanh bảng. Thì anh chị chọn vào đây, đó chính là anh chị click vào phần dual sheet, và tiếp theo anh chị chọn đó chính là bar chart.
Và tiếp theo, anh chị có thể thấy được ở trên hai trục này thì đơn vị ở đây nó đang không đồng nhất. Ở phần trên này anh chị có thể thấy được đơn vị ở đây đang đo theo đó là cái khoảng 10 triệu. Còn dưới này, thì đây chính là đo theo cái mức đo đơn vị đó chính là 5 triệu. Tiếp theo anh chị chọn click chuột phải và anh chị chọn Synchronize Axis để đồng nhất đơn vị trên hai cái phần trục này với nhau. Tiếp theo phần thẻ màu này thì em có thể thực hiện kéo sang phần bên này. Và như anh chị có thể thấy được, đó chính là màu xanh nhạt thì đang thể hiện cho chính là cái kế hoạch doanh thu đối với từng nhóm sản phẩm. Và bên cạnh màu xanh đậm hơn đó chính là doanh thu ghi nhận hiện tại. Và đây trên biểu đồ này thì anh chị có thể thấy được, đó chính là cái phần doanh thu kế hoạch nó đang lấn đi, nó đang đè lên cái phần của doanh thu hiện tại. Thì đây em sẽ thực hiện kéo phần plan sale này ra phía trước của phần doanh thu hiện tại chính là sale. Thì như vậy phần doanh thu hiện tại nó đã được hiển thị lên, đó chính là màu xanh đậm ở đây. Tương ứng phía bên cạnh đó chính là phần hiển thị cho doanh thu kế hoạch đặt ra cho từng sản phẩm. Như vậy thì em đã có đó chính là phần biểu đồ thể hiện cho đó chính là doanh thu hiện tại của từng sản phẩm cũng như là từng nhóm ngành hàng. Và bên cạnh đó chính là cái doanh thu kế hoạch đặt ra. Và tiếp theo sau đó thì em sẽ thực hiện đó chính là đo lường cái tiến độ hoàn thành. Ở đây thì đó chính là chúng ta sử dụng công thức sale trên plan. Thì đây em sẽ thực hiện thể hiện cái phần công thức này cho anh chị thấy. Đó chính là sum sale trên sum của plan sale. Tiếp theo thì anh chị sẽ kéo phần này vào phía sau của phần subcategory trên thẻ column, trên thẻ rows. Và tiếp theo anh chị chọn đó chính là dạng discrete. Như vậy thì sau khi chọn discrete thì anh chị có thể thấy được ở đây đó chính là nó đang thể hiện cho mình, đó chính là thể hiện ở dạng thập phân, các chữ số thập phân như thế này. Và sau đó thì để thể hiện cho cái tiến độ hoàn thành theo phần trăm thì anh chị chọn chuột phải format. Và đây dạng number anh chị chọn đó chính là percentage để thể hiện cho dạng đó chính là phần trăm tiến độ hoàn thành. Như vậy thì em đã có đó chính là doanh thu hiện tại màu xanh đậm ở đây. Và bên cạnh là màu xanh nhạt hơn chính là cái kế hoạch đặt ra về doanh thu cho từng nhóm sản phẩm. Và cùng với đấy thì chúng ta có thể thấy được luôn đó chính là cái tiến độ hoàn thành của từng nhóm, của từng sản phẩm mà so sánh với kế hoạch mà chúng ta đặt ra là gì. Tiếp theo sau đó thì em sẽ thực hiện đó chính là thể hiện cái phần doanh thu hiện tại của từng sản phẩm lên bằng cách vào phần thẻ Analytics. Anh chị chọn đó chính là Referency Line. Anh chị kéo đó chính là vào sale. Và anh chị chọn đó chính là vào phần sale này để thể hiện cái phần doanh thu hiện tại cho từng nhóm sản phẩm. Tiếp theo thì anh chị chọn ở phần label. Anh chị sẽ chọn đó chính là value để thể hiện cái phần giá trị này lên. Và đây, anh chị chọn màu sắc hay là các đường thì em sẽ chọn ở đây. Ở đây em sẽ chọn ở trên đường nét liền. Em chọn ở trên đường màu đỏ chẳng hạn. Ok. Như vậy thì anh chị thấy đó chính là cái đường màu đỏ này đang thể hiện cho doanh thu hiện tại của các sản phẩm. Ở đây ví dụ như điều hòa doanh thu ghi nhận hiện tại đó chính là hơn 11 triệu. Hay là trong nhóm ngành hàng điện tử thì accessory ghi nhận doanh thu đó chính là hơn 11,6 triệu. Tiếp theo thì em sẽ thực hiện format các con số này lại để chúng ta có một cái nhìn trực quan hơn và dễ dàng hơn trong quá trình theo dõi. Thì đây anh chị chọn chuột phải vào đường ở đây. Anh chị chọn format. Tiếp theo phần con số này thì ở đây các con số đang chính là để ở dạng đó chính là triệu. Thì ở đây sẽ chọn rút gọn về đó chính là đơn vị đó chính là triệu. Sau đó thì em sẽ thực hiện tô đậm con số này lên. Vị trí thì em sẽ để giữa các cái thanh ba như thế này. Giữa các cái ô như thế này. Và sau đó em sẽ tạo một cái khoảng trắng để bao phủ những con số này để làm nổi bật các con số này lên. Như vậy thì anh chị có thể thấy được đó chính là chúng ta đã có được doanh thu hiện tại của từng sản phẩm ngay ở trên cái phần biểu đồ chart này mà chúng ta không cần di chuột vào. Và sau khi hoàn thành cái phần tính năng thứ ba này thì anh chị có thể thấy được thứ nhất đó chính là cái doanh thu hiện tại của chúng ta ghi nhận đối với từng nhóm sản phẩm hay từng sản phẩm cụ thể là bao nhiêu, cũng như là kế hoạch mà chúng ta đặt ra cho nó. Đồng thời thì chúng ta sẽ thấy được
đó chính là cái tiến độ hoàn thành của từng sản phẩm ở đây là bao nhiêu. Và có đó thì chúng ta sẽ dễ dàng quản trị được, đó chính là các sản phẩm nào đang có cái mức độ hoàn thành cái kế hoạch đặt ra tốt hay là chưa tốt, cũng như là có những cái chính sách về kinh doanh phù hợp với tình hình hiện tại. Tiếp theo đến với tính năng thứ tư, đó chính là thể hiện mối quan hệ giữa các thành phần trong nhóm. Thì đối với tính năng này thì anh chị có thể thấy được, đó chính là cái tỷ trọng đóng góp của mỗi thành phần trong từng nhóm của mình là bao nhiêu. Ví dụ ở đây thì em có đó chính là doanh thu cụ thể của từng nhóm ngành hàng, cũng như là tỷ trọng đóng góp và tổng doanh thu mỗi khu vực là bao nhiêu. Ví dụ trong khu vực Bắc Trung Bộ thì nhóm ngành hàng điện lạnh đang đóng góp vào tổng doanh thu đó chính là hơn 32,3%. Tiếp theo sau đó chính là nhóm ngành hàng điện tử với tỷ trọng đóng góp cao hơn là 35,3%. Và cuối cùng nhóm ngành hàng nội thất với tỷ trọng đóng góp đó chính là hơn 32,3%. Thì qua đây thì anh chị có thể thấy được chính là tỷ trọng đóng góp của từng nhóm ngành hàng trong mỗi khu vực của mình là bao nhiêu, cũng như là doanh thu cụ thể của nó. Thì với tính năng này thì sẽ giúp cho anh chị quản lý được kết quả kinh doanh của từng nhóm ngành hàng trong mỗi khu vực của mình. Từ đó thì anh chị có thể rút ra được đó chính là cái tính hiệu quả trong kinh doanh của mình với từng nhóm ngành hàng và đưa ra được những cái quyết định và chiến lược kinh doanh phù hợp. Tiếp theo thì em sẽ thực hiện giới thiệu để anh chị cách để xây dựng trong ba chart các mối quan hệ cũng như là tỷ trọng đóng góp của các thành phần trong nhóm. Thì ở đây em sẽ thực hiện đi thể hiện và phân tích tỷ trọng đóng góp doanh thu của các nhóm ngành hàng trong mỗi khu vực. Đầu tiên thì để thể hiện doanh thu cho phần các khu vực thì em sẽ thực hiện click hai lần vào region và em kéo phần này lên column. Tiếp theo, đối với phần doanh thu thì em sẽ thực hiện kéo sale vào trong thẻ rows. Như vậy thì ở đây Tableau đang hiển thị cho chúng ta đó chính là doanh thu tương ứng của mỗi khu vực theo dạng đó chính là ba chart. Và tiếp theo để thể hiện cho chính là các nhóm ngành hàng thì em sẽ thực hiện kéo thêm category vào trong thẻ color. Sau khi kéo vào color thì anh chị có thể thấy ở đây ba chart đang hiển thị cho chúng ta chính là ba màu tương ứng với ba nhóm ngành hàng, hàng điện lạnh, hàng điện tử và nhóm nội thất. Phần màu này thì em sẽ thực hiện kéo sang phần bên tay trái và chọn Entire View thì anh chị có thể dễ dàng hơn trong quá trình quan sát. Tiếp theo thì em sẽ thực hiện đó chính là thể hiện cái phần doanh số tương ứng với từng nhóm ngành hàng trong mỗi khu vực này. Thì đây em sẽ thực hiện giữ Control và kéo phần Sum Sale xuống chính là phần thẻ Label. Thì đây anh chị có thể thấy được chính là phần doanh thu tương ứng với mỗi nhóm ngành hàng. Thì ví dụ ở đây doanh thu ghi nhận của trong khu vực Bắc Trung Bộ với nhóm ngành hàng điện lạnh chính là hơn 3,4 triệu, còn với hàng điện tử là hơn 3,7 triệu. Tiếp theo thì em sẽ thực hiện tính toán về phần tỷ trọng đóng góp trong mỗi khu vực tương ứng với mỗi nhóm ngành hàng này là bao nhiêu. Thì đây trên thẻ label của phần Sum Sale thì anh chị chọn được chính là S Table Calculation. Để tính phần tỷ trọng thì anh chị chọn đó chính là Percent of Total. Thì như anh chị có thể thấy đây, chúng ta đã có các con số phần trăm tương ứng. Nhưng ở đây Tableau đang thực hiện tự động tính cho chúng ta đó chính là theo chiều từ trái sang phải trên tất cả các khu vực ở đây. Và để tính toán trong từng khu vực thì anh chị chọn đó chính là Table Down. Nó sẽ tính theo từng cột ở đây và tương ứng chính là mỗi khu vực. Như vậy thì anh chị có thể thấy được trong mỗi khu vực này thì đã có đó chính là tỷ trọng đóng góp của từng nhóm ngành hàng này và tổng doanh thu của nó là bao nhiêu. Ví dụ tại khu vực đó chính là Duyên Hải, Nam Trung Bộ thì nhóm ngành hàng điện lạnh với doanh thu chính là hơn 2,4 triệu đang đóng góp cho chúng ta chính là 29,12% trong tổng khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ. Còn cao hơn chính là nhóm ngành hàng điện tử với doanh thu hơn 3 triệu thì tỷ trọng đóng góp của nhóm ngành hàng này trong khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ chính là hơn 36,89%. Tiếp theo thì em sẽ thực hiện hiển thị lên chính là doanh thu tương ứng với mỗi nhóm ngành hàng. Thì anh chị sẽ thực hiện giữ Control và kéo tiếp phần Sum Sale này xuống thẻ Label. Và đây anh chị đã có chính là doanh thu tương ứng cụ thể với từng nhóm ngành hàng. Ví dụ như doanh thu của hàng điện lạnh trong khu vực Bắc Trung Bộ chính là hơn 3,4 triệu với tỷ trọng đóng góp là 32,3%. Tiếp theo để thực hiện trực quan hơn trong quá trình quan sát thì anh chị có thể thực hiện format lại các con số này với dạng rút gọn theo đơn vị là triệu hay là nghìn
để khi chúng ta đưa vào trong chart hay là dashboard thì chúng ta sẽ dễ dàng quan sát hơn. Thì đây anh chị sẽ thực hiện chọn format ở trên thẻ Samsale như thế này. Và anh chị chọn chính là number custom. Và đây đơn vị chính là triệu thì em sẽ để lấy đơn vị đó chính là million. Thì anh chị có thể thấy được sau khi rút gọn thì các con số ở đây đã được rút gọn và thể hiện dưới dạng chính là triệu. Và đây sau khi rút gọn thì doanh thu hiển thị của hàng điện lạnh khu vực Bắc Trung Bộ chính là hơn 3,41 triệu. Như vậy thì qua đây anh chị có thể thấy được trong mỗi khu vực thì các nhóm ngành hàng này đang đóng góp cho mình doanh thu cụ thể là bao nhiêu với cái tỷ trọng chính xác với mỗi nhóm ngành hàng này. Và từ đó thì anh chị có thể dễ dàng quản lý được chính là cái kết quả kinh doanh tương ứng với mỗi nhóm ngành hàng qua chính là các cái con số doanh thu cụ thể và cái tỷ trọng đóng góp của mình trong mỗi khu vực. Từ đó anh chị có thể đưa ra được những cái chính sách và quyết định kinh doanh phù hợp. Tiếp theo đến với tính năng thứ 5, đó chính là thể hiện nhiều giá trị measure value trong cùng một bảng để anh chị có thể thấy được nhiều các cái giá trị cần phân tích trong cùng một bảng. Thì ở đây em có đó chính là về phần thể hiện doanh thu giữa cái thời điểm từ đầu năm cho đến ngày mà em chọn và cái thời điểm cùng kỳ một năm trước đó. Ví dụ ở đây thì em đang chọn đó chính là cái khoảng 24 tháng 10 năm 2007. Chính là cái, thì ở đây cột màu xanh này chính là cái doanh thu từ đầu năm cho đến ngày mà em chọn. Và màu vàng ở đây chính là cái thời điểm cùng kỳ một năm trước đó, là từ đầu năm của 2016 cho đến ngày 24 tháng 10 của 2016. Thì qua đây thì anh chị có thể dễ dàng so sánh được chính là cái khoảng thời gian này thì sự tăng trưởng hay là sự chênh lệch của doanh thu giữa các khoảng thời gian này nó là bao nhiêu. Thì qua đó anh chị có thể dễ dàng thấy được là sự tăng trưởng từ kinh doanh của mình đang thay đổi như thế nào. Ví dụ ở đây em có thể chọn một ngày khác, ví dụ như là 15 tháng 11 chẳng hạn. Đó, thì anh chị có thể thấy được là sự tăng trưởng về doanh thu hay là sự thay đổi nó đang diễn biến như thế nào. Tiếp theo thì em sẽ thực hiện giới thiệu đến anh chị cách để xây dựng nhiều measure trong một bảng, cũng như là tính toán doanh thu cái thời điểm mà anh chị chọn và cùng kỳ một năm trước đó như thế nào. Thì ở đây đối với tính năng thứ 5 này, để xây dựng doanh thu giữa thời điểm từ đầu năm cho đến ngày chúng ta chọn và cùng kỳ một năm trước đó, thì chúng ta sẽ thực hiện tạo đó chính là một parameter và hai cái calculation mà chúng ta cần tính toán để sâu ra hai cái giá trị doanh thu khác nhau. Thì ở đây em sẽ thực hiện phân tích đó chính là doanh thu giữa các nhóm ngành hàng. Thì đầu tiên em sẽ thực hiện kéo đó chính là category vào trong phần column này. Tiếp theo sau đó thì em sẽ thực hiện tạo đó chính là một parameter để chúng ta thực hiện chọn các cái ngành mà chúng ta mong muốn. Thì em sẽ đặt tên đó chính là chọn ngày. Và dạng thì để chọn ngày thì anh chị chọn đó chính là date. Và tiếp theo anh chị chọn đó chính là phần list. Ở đây thì anh chị sẽ phần fix này anh chị sẽ lấy ra giá trị đó chính là từ order date. Tiếp theo thì em sẽ thực hiện sâu đó là parameter ở trên bảng. Như vậy thì anh chị có thể thấy được ở đây chính là các cái ngày mà chúng ta có thể chọn. Như ở đây em sẽ chọn đó chính là ngày 1 tháng 6 2007 chẳng hạn. Tiếp theo thì để tính toán được đó chính là hai phần là doanh thu từ đầu năm cho đến cái thời điểm chúng ta chọn là ngày 1 tháng 6 2007 và cùng kỳ một năm trước đó, thì em sẽ thực hiện để tạo hai calculation chính là hai cái phần doanh thu tương ứng với hai cái ngày khoảng thời gian chúng ta có đây. Thì ở đây chị sẽ thực hiện tạo calculation thứ nhất đó chính là doanh thu đấy. Thì đây anh chị sẽ thực hiện đó chính là sử dụng hàm if order date nó là bằng cái parameter chúng ta vừa mới chọn. Và đây anh chị sẽ lồng ghép thêm một điều kiện thứ hai chính là end. Tiếp theo anh chị sẽ thực hiện đó chính là sử dụng hàm date list, tính là sự chênh lệch khoảng thời gian giữa hai cái thời điểm chúng ta có. Ở đây date path chính là cái dạng, ở đây thì anh chị sẽ sử dụng đó chính là dạng year, bởi vì chúng ta đang tính toán giữa chênh lệch giữa hai năm.
Thì ở đây chênh lệch khoảng thời gian giữa đó chính là order date. Tiếp theo đó chính là chọn ngày. Ở đây bởi vì trong cùng một năm, cho nên ở đây khoảng cách giữa một khoảng cách tính theo năm giữa order date và phần ngày mà chúng ta chọn chính là bằng 0. Tiếp theo thì anh chị sẽ trả ra giá trị đó chính là sale. Và cuối cùng là end, kết thúc cái hàm này. Như vậy là ở đây chúng ta đã có được phần calculation đầu tiên là chính là doanh thu year to date từ đầu năm cho đến ngày mà chúng ta chọn. Tiếp theo thì anh chị sẽ thực hiện duplicate bởi vì hàm tiếp theo thì sẽ tương tự với cái hàm này. Và đây thì anh chị sẽ thực hiện chọn và edit lại thôi. Ở đây bởi vì là một năm trước đó thì sẽ là trừ 1 của year to date. Ở đây phần đầu điều kiện đầu tiên của chúng ta sẽ thay đổi một chút, đó chính là chúng ta sẽ sử dụng hàm date path. Ở đây dạng ngày thì sẽ là day of year. Tiếp theo là order date nhỏ hơn hoặc bằng date path day of year. Và tiếp theo đó chính là cái parameter mà chúng ta đã vừa mới tặng vừa rồi. Và đây cái thời điểm mà chúng ta có đó chính là một năm trước đó, cho nên là cái khoảng cách giữa order date và cái phần chọn ngày của chúng ta chính là bằng 1. Ok. Tiếp theo thì để thể hiện cho nhiều measure trong cùng một bảng thì anh chị sẽ thực hiện đó chính là kéo phần measure name này, và measure value này vào trong phần text. Ở đây thì nó đã cho ra chúng ta là chính là rất nhiều những giá trị hiển thị ở đây. Và đây phần measure name này đang ở trong thẻ filter. Thì anh chị sẽ thực hiện show filter và chọn ra những phần mà anh chị mong muốn xem. Ví dụ cả hai trường vừa rồi em đã tạo đó chính là doanh thu trừ 1 của year to date và doanh thu year to date. Tiếp theo phần này thì anh chị có thể thực hiện ẩn đi. Và tiếp theo anh chị sẽ giữ đó chính là measure value, anh chị sẽ kéo lên phần rows. Và tiếp theo measure name thì anh chị sẽ thực hiện kéo lên trên phần column phía sau category. Sau đó thì anh chị có thể thấy được ở đây chính là hai cái cột thể hiện cho hai phần, chính là doanh thu year to date và doanh thu của một năm trước đó. Ở đây thì em sẽ thực hiện chọn interview. Tiếp theo thì em sẽ thực hiện đánh màu sắc cho hai cái phần này bằng cách kéo measure name vào trong phần color. Ở đây thì em sẽ thực hiện chọn doanh thu của năm trước thì sẽ là màu cam. Còn cái doanh thu của thời điểm em chọn đó chính là màu xanh dương. Như vậy thì anh chị có thể thấy được là cái doanh thu tại thời điểm mùng 1 tháng 6 tính từ đầu năm cho đến ngày này của nhóm ngành hàng điện lạnh là hơn 130.000. Còn cùng thời điểm trước đó chính là từ đầu năm của 2016 cho đến ngày mùng 1 tháng 6 của 2016 doanh thu ghi nhận đó chính là hơn 115.000. Tiếp theo thì em sẽ chọn ngày khác, ví dụ như trong tháng 12 của 2017 chẳng hạn, ví dụ như là ngày mùng 1 tháng 12. Thì anh chị có thể thấy được doanh thu ở đây đã tăng lên đó chính là hơn 360.000. Còn bên này thì doanh thu ghi nhận từ đầu năm cho đến ngày mùng 1 tháng 12 của 2017 của hàng nhóm ngành điện lạnh, doanh thu ghi nhận là hơn 289.000. Thì qua đây thì anh chị có thể thấy được đó chính là sự tăng trưởng về doanh thu của các nhóm ngành hàng này diễn biến tăng trưởng như thế nào. Và so sánh được là cái thời điểm tại cái lúc mà chúng ta chọn và cái thời điểm một năm trước đó sẽ là bao nhiêu, để chúng ta thấy được là sự chênh lệch giữa hai quãng thời gian này như thế nào, cũng như là rút ra được cái sự đánh giá diễn biến về doanh thu chúng ta đang tăng trưởng tích cực hay tiêu cực để so sánh với cái kế hoạch mà chúng ta đặt ra. Như vậy là em đã thực hiện giới thiệu với anh chị cách để xây dựng một chart kết hợp với nhiều measure trong cùng một bảng. Tiếp theo đến với tính năng thứ 6, đó chính là so sánh với giá trị trung bình. Và trong tính năng thứ 6 này chính là so sánh với giá trị trung bình, thì anh chị có thể so sánh được chính là hiệu quả kinh doanh của các sản phẩm thông qua đường trung bình. Trong ví dụ ở đây thì anh chị có thể thấy được doanh thu trung bình của nhóm sản phẩm điện lạnh
chính là hơn 12,35 triệu. Và so sánh với đường này thì anh chị có thể thấy được sản phẩm nào đang đem lại cái hiệu quả về doanh thu cho mình thông qua việc đối chiếu với đường trung bình là 12,35 triệu ở đây. Thì đây anh chị có thể thấy máy giặt đang đem lại doanh thu cho chúng ta chính là vượt cái mức đường trung bình này. Thì từ đó anh chị có thể rút ra được thì sản phẩm máy giặt đang đem lại cái doanh thu chính trong cái nhóm sản phẩm hàng điện lạnh ở đây. Còn sản phẩm tủ lạnh thì với doanh thu cách xa với đường trung bình như thế này thì đang thực sự chưa đem lại cái sự hiệu quả trong doanh thu của nhóm ngành hàng điện lạnh. Tương tự đối với các nhóm ngành hàng khác thì anh chị có thể dễ dàng so sánh được doanh thu của từng sản phẩm cụ thể với các đường trung bình ở đây. Ví dụ với nhóm sản phẩm nội thất thì bàn và ghế thì đang là nhóm sản phẩm đóng góp chủ yếu vào trong doanh thu của nhóm ngành hàng nội thất này. Thì đây anh chị có thể thấy đường doanh thu trung bình của nhóm ngành hàng nội thất chính là 10,34 triệu. Thì ở đây bàn và ghế thì đang đem lại doanh thu chính với bàn doanh thu là hơn 10,4 triệu. Còn ghế doanh thu chính là hơn 21,2 triệu. Thì hai sản phẩm này đang có cái mức doanh thu vượt cái mức đường trung bình này. Thì từ đó anh chị có thể dễ dàng rút ra rằng hai sản phẩm này chính là hai sản phẩm đang đem lại cái sự hiệu quả cao về mặt kinh doanh trong cái kết quả kinh doanh của nhóm ngành hàng nội thất. Còn đối với giường và kệ sách thì doanh thu ghi nhận đang cách xa so với đường trung bình rất là nhiều. Thì từ đó có thể thấy là hai sản phẩm này đang thực sự chưa đem lại cái kết quả về kinh doanh. Tiếp theo thì em sẽ thực hiện giới thiệu đến anh chị cách để xây dựng đường trung bình cũng như là so sánh cái kết quả kinh doanh hiện tại với đường trung bình như thế nào. Thì ở đây em sẽ thực hiện so sánh kết quả kinh doanh hiện tại của các nhóm ngành hàng cũng như là của các nhóm sản phẩm với đường trung bình cụ thể. Thì ở đây để thể hiện kết quả kinh doanh của các nhóm ngành hàng cũng như là các nhóm sản phẩm thì em sẽ thực hiện click hai lần vào category. Tiếp theo thì để thể hiện về phần doanh thu thì em sẽ thực hiện kéo thêm sale vào trong phần column. Tiếp theo thì em sẽ sử dụng mô hình kế phân cấp để tính toán sâu hơn với cấp độ, đó chính là các sản phẩm của từng nhóm ngành hàng. Ở đây thì em sẽ thực hiện chọn Entire View. Tiếp theo để thực hiện tính toán về doanh thu trung bình trong từng nhóm ngành hàng với rất nhiều những sản phẩm cụ thể ở đây thì anh chị sẽ thực hiện chọn vào Analytics. Và anh chị chọn đó chính là Average Line. Thì anh chị chọn kéo vào trong phần bảng như thế này. Anh chị chọn chính là Pen, tính toán đường trung bình trong từng nhóm hàng cụ thể. Thì đây sau khi kéo vào trong thẻ Pen thì Tableau đã thực hiện tính toán cho mình chính là các đường trung bình tương ứng với doanh thu cụ thể của từng nhóm ngành hàng. Ví dụ như hàng điện lạnh với doanh thu trung bình ở đây ghi nhận đó chính là khoảng 12,3 triệu. Nhóm ngành hàng điện tử thì doanh thu ghi nhận ít hơn chính là hơn 11,2 triệu. Tiếp theo để anh chị thực hiện chuột phải và chọn Edit. Thì ở đây em sẽ chọn đó chính là sâu cái phần giá trị trung bình này lên. Ở đây thì nó đã thực hiện sâu cái con số cụ thể này lên cho anh chị. Tiếp theo thì về phần các cái đường này thì đây em sẽ chọn chính là đường nét đất. Và em để một màu nó nổi bật chính là đường màu đỏ chẳng hạn. Tiếp theo thì anh chị có thể thực hiện format lại các con số cũng như là cái đường này. Thì ở đây em có thể thực hiện cho con số này nó đậm lên. Về vị trí thì em sẽ để cho nó ở giữa các cái đường trung bình này. Và tiếp theo em sẽ thực hiện rút gọn các con số để trong quá trình mọi người đưa vào trong phần dashboard hay là đưa vào trong các báo cáo thì mọi người sẽ dễ dàng quan sát hơn. Thì đây em sẽ thực hiện chọn chính là đơn vị triệu. Và cuối cùng thì em sẽ để một cái nền màu trắng bao quanh những con số này để làm nổi bật những cái giá trị đường trung bình này lên. Thì như ở đây anh chị có thể thấy được sau khi rút gọn cũng như là format các con số thì đã cho ta chính là các cái kế. Thì anh chị có thể thấy sau khi rút gọn và format thì ở đây trên mỗi đường trung bình đã có chính là. Thì anh chị có thể thấy sau khi rút gọn và format thì đây anh chị có thể thấy trên các đường trung bình này chính là cái doanh thu trung bình của mỗi nhóm ngành hàng tương ứng. Ví dụ tổng doanh thu trung bình trong nhóm ngành hàng điện lạnh chính là hơn 12,35 triệu. Hay nhóm ngành hàng điện tử ghi nhận doanh thu trung bình
là hơn 11,25 triệu. Thì sau khi có đường trung bình cũng như là các con số về kết quả doanh thu trung bình trong mỗi nhóm ngành hàng này, thì anh chị sẽ thực hiện so sánh doanh thu của từng sản phẩm với đường trung bình này. Ví dụ trong nhóm ngành hàng điện lạnh thì sản phẩm máy giặt có doanh thu vượt hơn so với cái đường trung bình này. Và sản phẩm tủ lạnh thì đang cách xa cái đường trung bình này rất là nhiều. Như vậy thì anh chị có thể thấy được, đó chính là cái kết quả kinh doanh của máy giặt đang đem lại cái doanh thu chính cho cái nhóm ngành hàng điện lạnh ở đây. Và nhóm ngành hàng tủ lạnh thì với kết quả kinh doanh đang cách xa cái đường trung bình này. Thì từ đó anh chị có thể rút ra được là trong mỗi nhóm ngành hàng này thì sản phẩm nào đang đem lại cái sự hiệu quả hay là chưa hiệu quả trong cái kết quả kinh doanh tương ứng của mình. Tiếp theo thì anh chị có thể thực hiện tính ra cái đường trung bình trong tổng tất cả các sản phẩm ở đây bằng cách kéo cái đường Overhead Line này vào phần đó chính là phần Table. Tiếp theo thì anh chị có thể thực hiện chuột phải và Edit. Và đây tương tự thì em sẽ thực hiện sâu chính là cái giá trị tương ứng của cái phần này lên. Ở đây thì em sẽ chọn chính là một đường nét liền. Và em để một màu khác, ví dụ như là màu xanh lá chẳng hạn. Tiếp theo thì em sẽ thực hiện format cho cái con số ở đây. Về vị trí để phân biệt giữa đó chính là doanh thu trung bình trong từng nhóm ngành hàng với tổng doanh thu trung bình ở đây, thì em sẽ để phần tổng doanh thu này với vị trí đó chính là ở trên đầu cái đường trung bình. Về màu sắc thì em sẽ để có một cái viền xung quanh cái phần số này. Em sẽ đấy ở đây sẽ để một màu khác, ví dụ như là màu xanh dương chẳng hạn. Đó, thì anh chị có thể thấy được tổng doanh thu trung bình ghi nhận đó chính là 11,22 triệu. Và so sánh với đường trung bình này thì các sản phẩm ví dụ như máy giặt, phone hay là ghế đang đem lại cái doanh thu vượt trội cho chúng ta. Còn những sản phẩm như là giường hay là kệ sách thì có thể thấy là cái kết quả hoạt động kinh doanh của nó đang chưa đem lại cái thực sự chính là cái kết quả cao, với doanh thu đang cách xa cái đường trung bình này rất là nhiều. Và từ đó thì anh chị có thể dễ dàng xác định được khi so sánh với đường trung bình này, cái sản phẩm nào đang đem lại cái doanh thu tốt hay là chưa tốt, cũng như là đưa ra được những cái quyết định kinh doanh phù hợp trong thời gian tới. Tiếp theo đến với tính năng thứ 7, chính là so sánh doanh thu giữa tháng được chọn và một tháng trước đó. Ví dụ ở đây, trong thời điểm đó chính là tháng 3 của 2018, thì chính là màu xanh đậm này, chính là cái doanh thu trong cái tháng mà em chọn. Và bên cạnh đó, chính là cái phần màu xanh nhạt này, là cái doanh thu của một tháng trước đó là tháng 2. Thì anh chị có thể dễ dàng so sánh được chính là doanh thu cụ thể của mỗi khu vực trong từng nhóm ngành hàng này của thì anh chị có thể dễ dàng so sánh được chính là doanh thu cụ thể của mỗi khu vực trong hai thời điểm khác nhau này. Ví dụ như là trong tháng 2 của 2018 thì doanh thu của Bắc Trung Bộ là hơn 308.000, còn trong tháng 3 thì doanh thu đã tăng lên chính là 321.000. Và đây chính là phần chênh lệch hai tháng là hơn 12,8 nghìn. Tương tự ví dụ như là tại khu vực Đông Nam Bộ thì trong tháng 2 doanh thu ghi nhận là hơn 900 nghìn, còn trong tháng 3 thì đã giảm xuống còn hơn 400. Và đây chính là phần chênh lệch giữa hai tháng này chính là hơn 457 nghìn. Thì từ đó anh chị có thể thấy được doanh thu cụ thể giữa hai thời điểm mà anh chị muốn thấy ở trên phần biểu đồ này. Và tương tự chính là cái phần chênh lệch đánh giá cái phần sự tăng trưởng giữa hai khoảng thời gian này như thế nào. Tiếp theo thì em sẽ thực hiện giới thiệu đến anh chị cách để xây dựng phần doanh thu giữa hai tháng và phần chênh lệch tăng trưởng như thế nào. Thì ở đây anh chị sẽ thực hiện tạo chính là parameter để anh chị chọn tháng cũng như là calculation để tính ra phần doanh thu giữa hai cái khoảng thời điểm này. Đầu tiên thì anh chị sẽ thực hiện tạo một parameter chính là phần chọn tháng. Ở đây dạng ngày thì anh chị sẽ chọn chính là dạng date.
anh chị chọn list. Tiếp theo chính là phần lấy ra giá trị, anh chị chọn chính là order date. Và đây dạng hiển thị thì anh chị chọn đó chính là dạng tháng ở đây. Anh chị chọn OK. Và tiếp theo thì anh chị sẽ thực hiện kiểm tra lại. Như vậy thì đây anh chị có thể thấy được là các dạng hiển thị của chúng ta chính là các tháng, sau đó là đến năm ở đây. OK. Tiếp theo thì anh chị sẽ thực hiện sâu cái parameter này lên. Và bên cạnh thì chúng ta có thể thấy chúng ta có một list các danh sách các tháng chúng ta có thể chọn. Ví dụ ở đây em sẽ chọn chính là tháng 9 của 2017 chẳng hạn. Tiếp theo thì anh chị sẽ thực hiện tạo chính là hai calculation để tính ra doanh thu giữa tháng anh chị chọn và một tháng trước đó. Thì đầu tiên anh chị sẽ thực hiện chính là doanh thu tháng được chọn. Thì đây anh chị sẽ thực hiện chọn chính là hàm if. Tiếp theo anh chị sẽ sử dụng đó chính là hàm let chăng. Và tiếp theo date path ở đây chính là các cái dạng ngày mà chúng ta sẽ hiển thị. Và đây chính là chúng ta sẽ chọn chính là tháng. Thì ở đây anh chị sẽ gõ chính là month, đóng mở ngoặc như thế này. Tiếp theo đó chính là cái ngày mà chúng ta sẽ hiển thị, chính là ngày của order date. Và bằng. Tương tự bên này chúng ta sẽ sử dụng hàm date chăng. Và đây chính là tháng của cái parameter mà chúng ta chọn hiển thị ở trên này. Sau đó thì nếu hai cái này bằng nhau thì chúng ta sẽ trả ra giá trị đó chính là sale. Một cuối cùng chính là end. OK. Tiếp theo thì anh chị sẽ thực hiện duplicate phần này lên, bởi vì hàm tiếp theo là hàm của doanh thu của một tháng trước đó cũng sẽ tương tự như hàm này, nhưng sẽ sửa lại một chút. Tiếp theo thì anh chị sẽ chọn đó chính là edit. Ở đây anh chị sẽ sửa lại hàm. Và đây anh chị có thể đổi tên xem là -1 để thể hiện cho một tháng trước đó. Ở đây thì anh chị sẽ thực hiện sửa lại một chút ở phần bên tháng được chọn này. Thì ở đây anh chị sẽ sử dụng thêm một hàm, đó chính là hàm DateF. Và trong này, datePath thì chúng ta cũng sẽ sử dụng đó chính là month ở dạng tháng. Và sau đó thì anh chị sẽ tính toán. Và đây, vì lấy doanh thu của một tháng trước đó, ở đây sẽ chính là -1. Và sau đó chính là cái parameter mà chúng ta đã chọn. Anh chị chọn OK. Tiếp theo thì em sẽ thực hiện phân tích về phần chênh lệch doanh thu giữa các nhóm ngành hàng cũng như là các sản phẩm cụ thể. Thì đây, với các nhóm ngành hàng em sẽ thực hiện chọn category. Và tiếp theo thì em sẽ thực hiện kéo hai phần vừa rồi vào trong bảng. Đầu tiên, để tính theo cái phần theo chiều thời gian thì em sẽ thực hiện chọn tháng trước để kéo vào phần đầu tiên trên thẻ color column. Tiếp theo sau đó chính là cái tháng mà chúng ta chọn. Như anh chị có thể thấy ở đây, tại tháng 9 của 2017 thì doanh thu ghi nhận chính là của hàng điện tử điện lạnh là hơn 52.000. Còn một tháng trước đó chính là hàng điện lạnh của tháng 8 2017 là hơn 25.000. Tiếp theo thì em sẽ thực hiện sâu ở chiều phân tích sâu hơn, chính là có từng sản phẩm cụ thể trong các nhóm ngành hàng này. Ở đây thì em sẽ thực hiện chọn interview. Như vậy thì anh chị có thể thấy ở đây chính là doanh thu cụ thể của từng nhóm ngành hàng trong cái tháng 9 và một tháng trước đó là tháng 8 chúng ta có ở đây. Tiếp theo anh chị sẽ thực hiện ở trên phần thẻ column, anh chị chọn gõ số 0. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thực hiện đi tính toán chính là cái phần chênh lệch giữa hai cái tháng này. Thì ở đây anh chị sẽ tạo chính là một trường calculation, chính là chênh lệch hai tháng. Ở đây sẽ bằng chính là cái doanh thu của cái tháng mà chúng ta chọn trừ đi cái doanh thu của một tháng trước đó. Ở đây sẽ bằng doanh thu của tháng được chọn trừ đi sum của
doanh thu của một tháng trước đó chính là doanh thu trừ một ở đây. Anh chị chọn OK. Tiếp theo ở phần thẻ xăm không này, anh chị sẽ thực hiện thể hiện cái phần doanh thu chênh lệch này lên bằng cách kéo phần calculation vừa tạo vào trong thẻ label. Vậy thì anh chị có thể thấy được chênh lệch về phần doanh thu ở đây chính là bằng doanh thu của tháng được chọn trừ đi doanh thu của tháng trước đó. Và trong tháng 9 năm 2017 này, phần chênh lệch doanh thu của một tháng trước đó với sản phẩm máy điều hòa chính là hơn 6,7 nghìn. Còn ví dụ như sản phẩm bàn thì ở đây doanh thu ghi nhận chênh lệch chính là âm 5.098. Và có thể thấy là trong tháng 9 này thì doanh thu của sản phẩm bàn đã giảm đi hơn 5.000. Tiếp theo ở phần thẻ xăm này, anh chị sẽ chọn dạng biểu đồ chính là dạng SAF để anh chị sử dụng những cái ký hiệu để thể hiện cho sự tăng giảm ở đây. Và tiếp theo thì anh chị sẽ tạo một hàm nữa để sử dụng kết hợp với cái phần ký hiệu này, đó chính là icon chênh lệch. Thì ở đây anh chị sẽ thực hiện kéo phần chênh lệch 2 tháng này vào, so sánh với giá trị đó chính là 0. Nếu lớn hơn 0 thì chúng ta sẽ trả ra một cái icon, và nhỏ hơn 0 thì chúng ta sẽ lấy ra một cái icon khác cũng như là màu sắc khác. Tiếp theo thì anh chị sẽ kéo cái phần icon chênh lệch này vào trong thẻ SAF. Như vậy sau khi kéo vào trong thẻ SAF thì anh chị đã có chính là ba cái phần ký hiệu tương ứng với ba phần giá trị ở đây. Ví dụ như ở đây null chính là do tháng 8 của 2017 doanh thu của copier chúng ta chưa ghi nhận, cho nên là ở đây chúng ta đã hiển thị chính là null. Tiếp theo chu chính là cái phần chênh lệch doanh thu này lớn không, và đây chúng ta đang hiển thị là dấu cộng. Và ngược lại là nhỏ hơn không là phô, đang hiển thị chính là hình vuông ở đây. Tiếp theo thì anh chị chọn vào phần thẻ SAP này, anh chị sẽ thực hiện chọn những cái icon, ví dụ như phô ở đây thì em sẽ để chính là cái mũi tên đi xuống. Và tiếp theo chu thì em sẽ để chính là cái mũi tên đi lên. Nun thì em sẽ để chính là cái phần hình tròn ở đây. Anh chị chọn OK. Tương tự thì anh chị sẽ kéo cái phần chênh lệch này vào trong chính là cái phần thẻ color. Anh chị sẽ kéo phần chênh lệch vào trong thẻ color. Tiếp theo anh chị sẽ thực hiện chọn màu cho những cái phần giá trị này. Ví dụ như phô chính là thể hiện cho cái sự giảm đi về phần doanh thu thì em sẽ để màu đỏ. Còn chu là doanh thu, là phần doanh thu tăng lên thì em sẽ để chính là màu xanh. Ở đây thì phần tháng được chọn thì em sẽ để một màu xanh đậm hơn, và cái tháng trước đó em sẽ để một màu chính là màu xanh nhạt hơn để phân biệt giữa hai cái khoảng thời gian này. Thì như vậy thì anh chị có thể thấy được, thứ nhất chính là về phần doanh thu của tháng được chọn chính là cái phần cột màu xanh đậm ở đây, tương ứng với đó chính là các cái con số cụ thể và một tháng trước đó. Tiếp theo chính là phần chênh lệch giữa hai tháng ở đây. Và tiếp theo thì anh chị có thể thực hiện tùy chọn về kích thước với từng cái icon ở đây, anh chị có thể tăng hay là giảm kích thước tùy ý. Ở đây anh sẽ cho cái kích thước này nó lớn hơn một chút để anh chị có thể thấy được rõ hơn trong quá trình quan sát. Như vậy thì qua đây chúng ta có thể thấy được doanh thu cụ thể của từng sản phẩm trong tháng mà chúng ta chọn cũng như là một tháng trước đó. Đồng thời thì anh chị có thể thấy được bên cạnh chính là một cột thể hiện về phần tăng trưởng giữa hai cái khoảng thời gian này chúng ta chọn thông qua cái con số cụ thể về phần chênh lệch, và cái ký hiệu ở đây sẽ giúp cho chúng ta trực quan hơn trong quá trình quan sát và theo dõi. Ví dụ ở đây em sẽ chọn chính là một tháng khác, những của tháng 1 2018 chẳng hạn. Thì anh chị có thể thấy trong khoảng thời gian này thì doanh thu của chúng ta đều tăng và cho thấy cái kết quả kinh doanh của chúng ta rất là khả quan. Còn ví dụ em chọn đây, ví dụ như tháng 4 của 2017 chẳng hạn, thì anh chị có thể thấy được là ví dụ như trong tháng này thì có 3 sản phẩm ghi nhận sự tăng trưởng của doanh thu chính là máy điều hòa, máy giặt và ghế. Còn ví dụ như là với sản phẩm tủ lạnh thì ghi nhận một sự giảm sút rất là mạnh về doanh thu, đó chính là hơn 24.000. Thì qua đây anh chị có thể dễ dàng quản lý được chính là cái kết quả kinh doanh qua các tháng, qua việc là so sánh giữa cái tháng mà anh chị chọn với một tháng trước đó, sự tăng hay là giảm như thế nào với con số cụ thể tương ứng. Tiếp theo đến với tính năng thứ 8, đó là tính ra sự chênh lệch về doanh thu giữa các sản phẩm, để từ đó anh chị có thể dễ dàng so sánh doanh thu của sản phẩm anh chị chọn với những sản phẩm khác. Ví dụ ở đây em đang tính về phần chênh lệch doanh thu giữa accessory và
với những sản phẩm khác, thì những sản phẩm mà có sự chênh lệch âm so với phần doanh thu của accessory thì cho thấy chính là những sản phẩm đó đang có cái phần doanh thu lớn hơn cái phần của accessory. Còn ngược lại, accessory có những cái phần chênh lệch dương như thế này thì những sản phẩm đó đang có doanh thu nhỏ hơn của accessory. Thì từ đó anh chị có thể dễ dàng so sánh được về phần kết quả kinh doanh giữa các sản phẩm mà anh chị chọn với những sản phẩm khác trong một danh sách tất cả các sản phẩm. Thì từ đó có thể rút ra được là cái kết quả hoạt động kinh doanh của cái sản phẩm này so sánh với những sản phẩm khác, xem nó có đem lại cái sự hiệu quả hay là chưa hiệu quả. Thì tiếp theo thì em sẽ thực hiện giới thiệu đến anh chị cách để xây dựng bar chart so sánh doanh thu giữa các sản phẩm với nhau như thế nào. Ở phần này thì em sẽ thực hiện so sánh chênh lệch doanh thu giữa các sản phẩm với nhau. Cho nên em sẽ thực hiện double click vào subcategory để cho nó hiển thị trên phần thẻ row như thế này. Tiếp theo thì để thể hiện cho phần doanh thu thì em sẽ kéo được chính là sale vào trong thẻ column. Như vậy thì chúng ta đã có một bar chart thể hiện về phần doanh thu tương ứng với các sản phẩm mà em có ở đây. Tiếp theo thì em sẽ thực hiện tạo một parameter với category để chúng ta có thể lựa chọn các sản phẩm mà chúng ta muốn so sánh về phần doanh thu. Thì ở đây em sẽ chọn chính là sub, chọn subcategory. Dạng data thì ở đây em sẽ chọn chính là dạng string. Và đây em sẽ lấy từ list danh sách, đó chính là subcategory ở đây. Anh chị chọn OK. Tiếp theo thì anh chị sẽ show cái phần parameter này lên. Như vậy thì anh chị có thể thấy bên tay phải chúng ta có một list danh sách các sản phẩm chúng ta sẽ lựa chọn để tính ra sự chênh lệch giữa các sản phẩm với nhau như thế nào. Tiếp theo thì anh chị sẽ tạo một calculation để show ra cái phần chính là doanh thu của các sản phẩm mà anh chị chọn tương ứng với cái phần parameter ở đây. Anh chị sẽ chọn chính là tạo calculation. Ở đây thì sẽ là doanh thu của sản phẩm được chọn. Thì đây anh chị sẽ sử dụng đó chính là hàm if. If subcategory bằng với cả cái parameter mà chúng ta chọn, chính là chọn subcategory. Thì chúng ta sẽ trả ra giá trị ở đây là chính là doanh thu tương ứng. Tiếp theo anh chị sẽ end kết thúc hàng và OK. Tiếp theo thì anh chị sẽ kéo cái phần này vào bên cạnh thẻ column, bên cạnh thẻ sale ở đây. Thì anh chị có thể thấy là ở đây accessory đang là sản phẩm được chọn. Thì sau khi kéo vào trong thẻ column thì ở đây đang hiển thị chính là cái phần doanh thu mà sản phẩm được chọn. Ví dụ đây em sẽ chọn một sản phẩm khác, ví dụ như phone chẳng hạn. Thì đây, Tableau đang hiển thị cho chúng ta chính là phone, doanh thu của sản phẩm mà chúng ta đang hiển thị ở đây. Tiếp theo thì em sẽ tạo chính là một hàm nữa để chúng ta hiển thị doanh thu của sản phẩm được chọn trên tất cả các cái hàng. Và từ đó chúng ta sẽ tính ra cái phần chênh lệch một cách rất là dễ dàng. Tiếp theo thì em sẽ tạo một hàm nữa, chính là doanh thu sản phẩm được chọn trên toàn bộ. Ở đây thì em sẽ sử dụng ở trên hàm include subcategory theo chính là sum của cái hàm mà vừa chúng ta đã chọn, chính là doanh thu của sản phẩm được chọn, đóng ngoặc ở đây. Sau khi đã tạo xong hàm vừa rồi thì anh chị sẽ thực hiện kéo vào phía sau cái phần sum vừa rồi chúng ta đã có. Ở đây thì em sẽ chọn chế độ Entire View để cho anh chị dễ dàng quan sát hơn. Thì anh chị có thể thấy sau khi đã kéo cái hàm vừa rồi thì đây các cái phần doanh thu này chính là phần doanh thu của sản phẩm mà chúng ta đã chọn. Và nó được hiển thị trên tất cả các cái hàng ở đây. Ví dụ thì em sẽ tạo chọn một cái hàm khác, ví dụ như là sản phẩm của giường chẳng hạn. Thì ở đây chúng ta đã có chính là sản phẩm doanh thu của giường trên tất cả các cái hàng ở đây, đúng không? Và từ đó thì chúng ta sẽ đi thực hiện tính toán cái phần chênh lệch giữa hai cái sản phẩm mà chúng ta đã tạo một cách rất là dễ dàng, bằng cách chúng ta sẽ tạo một cái hàm nữa, chính là chênh lệch.
doanh thu sản phẩm. Chính là bằng doanh sản sum của doanh thu sản phẩm được chọn trên toàn bộ này trừ đi sum của doanh thu sum của sale. Tiếp theo thì em sẽ kéo cái phần chênh lệch này vào phía sau của cái phần mà chúng ta đã hiển thị ở đây. Hai phần này thì em có thể thực hiện tạm thời kéo ra ngoài. Như vậy thì anh chị có thể thấy ở đây chính là phần chênh lệch giữa doanh thu của sản phẩm được chọn với những sản phẩm khác. Ví dụ ở đây, với sản phẩm của giường thì ghi nhận doanh thu được chính là hơn 4 triệu. Thì phần chênh lệch doanh thu với những sản phẩm khác ở đây, ví dụ như giường so sánh với accessory thì đang nhỏ hơn sản phẩm của accessory chính là hơn 7 triệu, hay của bàn chính là hơn 6,3 triệu. Thì tiếp theo, đối với cái phần chênh lệch này thì em sẽ thực hiện đánh màu để so sánh được là những sản phẩm nào đang thể hiện cái giá trị dương hay những sản phẩm nào đang thể hiện giá trị âm. Tiếp theo thì anh chị sẽ kéo phần chênh lệch này vào trong thẻ color. Phần sum sale thì anh chị sẽ thực hiện để thể hiện thị màu xanh dương đi. Tiếp theo thì em sẽ chọn một sản phẩm khác, ví dụ như là của bàn chẳng hạn. Thì anh chị có thể thấy ở đây, phần màu vàng cam này đang hiển thị chính là cái phần chênh lệch âm, tức là cái sản phẩm được doanh thu của sản phẩm được chọn đang nhỏ hơn những sản phẩm khác. Ví dụ như là sản phẩm của bàn đang nhỏ hơn sản phẩm doanh thu của sản phẩm ghế chính là hơn 10 triệu, hay nhỏ hơn sản phẩm của máy giặt chính là hơn 7 triệu. Còn phần xanh dương ở đây chính là cái phần thể hiện phần doanh thu lớn hơn giữa hai sản phẩm. Ví dụ như sản phẩm của bàn đang lớn hơn sản phẩm của giường hơn 6,3 triệu, hay là của kệ sách chính là hơn 4 triệu. Thì qua đây anh chị có thể dễ dàng so sánh được chính là phần chênh lệch giữa cái sản phẩm được chọn với những sản phẩm khác. Thì từ đó anh chị có thể rút ra được rằng những sản phẩm nào có cái phần chênh lệch dương càng nhiều thì có thể thấy được là cái doanh thu của sản phẩm đấy với các sản phẩm còn lại đang lớn hơn. Còn với những sản phẩm nào mà có cái phần chênh lệch âm càng nhiều thì nó đang thực sự chưa đem lại cái phần hiệu quả doanh thu lớn, bởi vì cái doanh thu của nó đang thuộc vào cái top, chính là những cái phần doanh thu thấp trong cái list danh sách sản phẩm của chúng ta. Tiếp theo đến với tính năng thứ 9, đó chính là thể hiện giá trị qua trục. Thì đối với tính năng này, anh chị có thể dễ dàng so sánh được doanh thu của hai thành phần thông qua trục đối xứng. Và trong ví dụ ngày hôm nay của em sẽ thực hiện so sánh về doanh thu của nhóm ngành đường sắt cũng như là doanh thu của nhóm ngành đường biển. Và đây em có đó chính là trạc thể hiện giá trị thông qua trục cân xứng ở đây. Thì anh chị có thể thấy được ở bên tay trái chính là phần doanh thu của nhóm hàng đường sắt, và bên tay phải chính là của bên phần đường biển. Và đối với trạc này thì anh chị có thể dễ dàng so sánh được đó chính là doanh thu của hai cái nhóm ngành này thông qua đó chính là các cái mốc thời gian ở bên này. Ví dụ như tháng 12 của 2017, doanh thu ghi nhận của nhóm ngành đường sắt chính là hơn 74.000. Còn trong cùng thời điểm này, doanh thu của nhóm ngành đường biển ghi nhận đó chính là hơn 31.000. Thì qua trạng này thì anh chị có thể dễ dàng so sánh được tại cùng những thời điểm thì là doanh thu của hai thành phần mình cần phân tích là bao nhiêu thông qua cái trục đối xứng cũng như là thông qua ba trạng này. Thì tiếp theo em sẽ thực hiện giới thiệu đến anh chị cách để xây dựng một ba trạng thể hiện giá trị thông qua trục đối xứng này. Thì đầu tiên em sẽ thực hiện đó chính là đi tạo một hai conclusion để chỉ ra hai giá trị của nhóm ngành, đó chính là nhóm ngành đường sắt và nhóm ngành đường biển. Thì đây anh chị có thể thấy nó nằm ở trong phần đó chính là cái phần ship mode này. Ở đây thì trong đây có ba cái phần thực hiện giao hàng bằng ba phương thức, đó chính là đường biển, đường sắt và giao hàng bằng xe. Thì trong ví dụ ngày hôm nay thì em sẽ thực hiện được chính là phân tích giữa giao hàng bằng xe và nhóm ngành hàng ở trên là đường sắt trong khoảng thời gian đó chính là từ năm 2016 tới 2017. Thì để thể hiện cho hai khoảng thời gian này thì em sẽ thực hiện được chính là kéo order date vào trong phần đó chính là phần filter. Thì ở đây anh chị chọn đó chính là chọn năm. Ở đây em sẽ lấy ra đó chính là 2 năm 2016 và 2017. Tiếp theo thì em sẽ thực hiện tạo đó chính là hai conclusion để lấy ra giá trị của giao hàng bằng xe cũng như là nhóm giao hàng bằng đường sắt. Thì ở đây em sẽ thực hiện tạo
Thứ nhất đó chính là giao hàng bằng xe. Sale. Thế thì em sẽ sử dụng được chính là hàm if ship mode bằng với giao hàng bằng xe. Nếu như ship mode ra bằng với giao hàng bằng xe thì ở đây chúng ta sẽ trả ra đó chính là giá trị của doanh thu của phần này. Và tiếp theo đó chính là em. Chúng ta sẽ kết thúc hàm ở đây. Tương tự như giao hàng bằng xe thì ở đây em sẽ thực hiện duplicate để tính ra đó chính là doanh thu của nhóm giao hàng bằng đường sắt. Thì đây em sẽ thực hiện edit lại. Thì đây dưới này chúng ta sẽ sửa lại được chính là phần này chính là sửa lại thành là đường sắt. Ok. Tiếp theo thì em sẽ thực hiện kéo hai phần này vào trong bảng. Thế đây đối với các hàm đường xe em sẽ thực hiện click hai lần. Và em sẽ kéo nó lên phần column. Tương tự đối với phần doanh thu của đường sắt, em sẽ kéo lên cái này lên phần column. Và đây anh chị chọn đó chính là dạng ba tràn. Và tiếp theo thì em sẽ thực hiện kéo order date vào trong bảng để thể hiện doanh thu của hai cái khoảng thời gian này. Thì ở đây em chọn dạng hiển thị đó chính là dạng tháng. Và tiếp theo ở bên phần giao hàng bằng xe này anh chị chuột phải và anh chị chọn edit exit này và chọn đó chính là reverse để đảo ngược cái phần này lên. Và tiếp theo thì em sẽ thực hiện đánh màu cho hai phần đó như là giao hàng bằng xe và giao hàng bằng đường sắt. Thì đây em sẽ thực hiện đó chính là kéo mezzanine vào trong phần thẻ color. Anh chọn all add all member. Phần này thì anh chị có thể kéo sang bên này hoặc là ẩn đi. Tiếp theo thì anh chị sẽ mở thẻ label lên. Như vậy thì anh chị có thể thấy ở đây chúng ta có đó chính là doanh thu của hai hình thức giao hàng đó chính là giao hàng bằng xe và giao hàng theo hình thức là đường sắt. Thì có thể thấy là ở đây chúng ta đang có đó chính là các tháng cũng như là doanh thu cụ thể của hai cái khoảng thời gian này. Ví dụ như ở đây thì anh chị có thể thấy được là doanh thu tại tháng 12 của giao hàng bằng xe ghi nhận được chính là hơn 221.000. Còn giao hàng bằng đường sắt thì ghi nhận doanh thu là 74.000. Thì qua chặng này thì anh chị có thể thấy được đó chính là cái doanh thu cụ thể theo các mốc thời gian của hai cái đối tượng mà mình cần phân tích một cách rất là dễ dàng thông qua đó chính là hai cái phần cân đối qua trục ở đây. Trục này chính là trục không này. Và thứ hai đó chính là thông qua màu sắc của các cái thanh ba chạc ở đây. Như vậy thì trong video ngày hôm nay thì em đã thực hiện giới thiệu đến anh chị đó chính là các tính năng và ứng dụng của ba chạc trong công việc cũng như là trong thực tế. Và hy vọng là những phần chia sẻ của em sẽ giúp ích được cho anh chị trong công việc cũng như là trong các báo cáo. Em xin cảm ơn.